Thưa quý vị, đàn ông tuổi Canh Tý thì không chỉ là thông minh mà còn rất nhanh nhẹn, tháo vát. Trong năm Nhâm Dần 2022, các phương diện trong cuộc sống của những người tuổi này sẽ bị chi phối bởi sao Mộc Đức và hạn Huỳnh Tuyền. Vậy thì sự nghiệp gia đạo, tài lộc và sức khỏe của họ sẽ có những diễn biến cụ thể ra sao? Mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết trong video ngày hôm nay của chúng tôi, Phong Thủy Gia Cát. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2022 Nam Mạng, sinh năm 1960, tuổi âm lịch 63 tuổi, sao chiếu mệnh Mộc Đức Cát Tinh, mệnh Bích Thượng Thổ, Thổ sinh Kim tốt, địa chi tuổi Tý với tuổi Dần bình hòa, thiên can tuổi Canh gặp năm Nhâm tương sinh rất tốt. Đàn ông tuổi Canh Tý không chỉ thông minh mà còn rất nhanh nhẹn tháo vát. Trong năm Nhâm Dần 2022, các phương diện trong cuộc sống của những người tuổi này sẽ bị chi phối bởi sao Mộc Đức và hạn Huỳnh Tuyền. Sự nghiệp gia đạo, tài lộc và sức khỏe của họ sẽ có những diễn biến cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tý năm 2022 Nam Mạng. Tuổi Canh Tý, lương thượng chi thử, chuột trên xà nhà. Sinh năm 1960, mệnh Bích Thượng Thổ, tức là đất to vò. Người có bản mệnh này hiền lành chất phát và có tính cách nội liễm. Nam mệnh tuổi Canh Tý có cung mệnh thuộc phi cung Tốn, đông tứ mệnh. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành đạp âm sẽ ảnh hưởng đến hung cát của tiểu vận quãng thời gian một năm đối với một cuộc đời của con người. Nhâm Dần 2022 có kết đạp âm là kim bạch kim, vàng pha bạc. Theo quy luật ngũ hành tương sinh, thổ phù sinh cho kim. Vậy nên mối quan hệ giữa kết nạp âm của Canh Tý và Nhâm Dần có mức độ hòa hợp cao hơn. Thiên can Canh thuộc kim cũng tương sinh với can Nhâm thuộc thủy, cát lành. Xét về địa chi tuổi Tý có mối quan hệ bình hòa với tuổi Dần. Tổng kết lại, ta có thể luận đoán rằng vận trình số mệnh của tuổi Canh Tý nam mệnh trong năm 2022 khá thuận lợi suôn sẻ. Bản mệnh có cơ duyên gặp được nhiều cơ hội để thu nhiều tài lộc và phát triển sự nghiệp. Người tuổi này cũng không phải là ưu tư phiền lo vì những mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên, vốn đã tuổi cao sức yếu, họ cần phải lưu tâm đến những vấn đề sức khỏe. Để bản mệnh được vững vàng trong năm 2022 Nhâm Dần, những gia chủ tuổi Canh Tý cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế là pháp khí hàng đầu chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước của kim bài có in hình thái tuế tinh quân. Năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, mặt sau kim bài có in hình lệnh phù thái tuế, mang theo kim bài bên mình, đặt trong túi sách, trong ví hoặc sau ốp điện thoại để được thái tuế tương trợ, hóa giải những vận hạn xui xẻo của năm. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Canh Tý trên các phương diện. Sau đây là những luận giải chi tiết về vận trình số mệnh của người nam Canh Tý sinh năm 1960 trong năm Nhâm Dần trên các phương diện sự nghiệp, tình cảm, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Công việc làm ăn của đàn ông tuổi Canh Tý sẽ vô cùng khởi sắc trong năm 2022. Nhờ có những thời vận thuận lợi, bản mệnh có thể triển khai nhiều kế hoạch lớn trong sự nghiệp. Mọi dự định đều có thể tiến triển tốt đẹp và nhanh chóng mang đến thành quả như ý nguyện. Danh tiếng của họ ngày một vang xa, được mọi người ngưỡng mộ nể trọng. Khi đứng trên đỉnh vinh quang, đàn ông tuổi Canh Tý vẫn có sự khiêm nhường nhất định. Đó là lý do họ được mọi người yêu quý, kính trọng. Lúa chín cúi đầu, càng khiêm tốn, người này càng gặt hái được nhiều thành quả vang dội. Tình duyên, gia đạo của quý ông tuổi Canh Tý năm 2022 sẽ ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười trong năm Nhâm Dần. Vợ chồng yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau nên giữa cả hai rất ít khi xảy ra tranh cãi. Con cái trong nhà hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau và luôn tỏ ra hiếu kính cha mẹ. Chính vì thế, bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng đầm ấm vui vẻ. Những người đàn ông tuổi Canh Tý luôn dành tình yêu thương sâu sắc cho vợ con. Họ sẵn sàng gánh vác những việc khó khăn nặng nhọc để những người thân có cuộc sống no đủ khi về già. Con cháu thành đạt hiếu thảo, được hưởng tuổi già, yên vui. Tài lộc, năm 2022 sẽ là một năm phát tài phát lộc đối với tuổi Canh Tý nam mệnh. Bản mệnh được hưởng nhiều vận may bất ngờ về vấn đề tài lộc. Vốn là người nhanh nhạy, họ có thể nắm bắt được những cơ hội vàng để đầu tư sinh lời. Công việc kinh doanh buôn bán của người tuổi này trong năm Nhâm Dần cũng thuận buồm xuôi gió, tạo ra nhiều lợi nhuận. Càng về cuối năm, tài vận của họ sẽ ngày một dồi dào. Dù có tiền bạc dư giả, đàn ông tuổi Canh Tý cũng không nên tiêu xài hoang phí để tránh tình trạng hao hụt tài chính. Họ cần có phương án quản lý tài chính chặt chẽ hơn, hạn chế cho người khác vay mượn tiền để tránh thất thoát tiền bạc cũng như để cho sự nghiệp được hanh thông thuận lợi. Những gia chủ tuổi Canh Tý cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo.
Đây chính là pháp khí của nhà Phật mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời kích hoạt cung quan lộc và sự nghiệp, khai mở cung tài lộc cho gia chủ tuổi Canh Tý. Sức khỏe, tình trạng sức khỏe của tuổi Canh Tý năm mệnh trong năm 2022 tương đối ổn định. Đối với những người cao tuổi, việc phòng ngừa bệnh tật là điều không thể lơ là. Để điều dưỡng cơ thể khỏe mạnh, họ nên thực hiện chế độ ăn uống khoa học. Người nam Canh Tý sinh năm 1960 nên hạn chế việc mang vác vật nặng để tránh ảnh hưởng đến xương khớp, đồng thời luyện tập thiền định, tập dưỡng sinh, đi bộ để cải thiện thể chất và tinh thần. Xem sao hạn của tuổi Canh Tý năm mạng trong năm 2022. Sau đây sao chiếu mệnh và vận hạn ảnh hưởng đến vận số của nam Canh Tý sinh năm 1960 trong năm Nhâm Dần. Sao chiếu mệnh, tuổi Canh Tý nam mạng may mắn được sao Mộc Đức chiếu mệnh trong năm Nhâm Dần. Đây là một trong những phúc tinh thuộc cửu diệu niên hạn, có thể mang đến nhiều điều cát lành, bình an. Vượng khí của sao Mộc Đức có thể tiêu trừ hung họa, bảo vệ chủ nhân khỏi những xui xẻo bất ngờ. Chính vì thế, công việc làm ăn của đàn ông Canh Tý sinh năm 1960 khá thuận lợi suôn sẻ. Trong năm 2022, nguồn tài lộc dồi dào như nước giúp cho cuộc sống của họ ngày càng sung túc thịnh vượng. Ngoài ra bản mệnh cũng có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, dễ gặp được quý nhân phù trợ. Nhờ đó, họ có thể thành công thực hiện được những dự định đã ủ trong lòng từ lâu để gặt hái được trái ngọt. Hạn tuổi, Huỳnh Tiền được coi là đại hạn về sức khỏe trong 8 niên hạn chiếu mệnh. Đây cũng là vận hạn mà đàn ông tuổi Canh Tý phải trải qua trong năm 2022. Bản mệnh không nên quá lo lắng vì có rất nhiều phương pháp có thể áp dụng để giảm bớt hung họa của niên hạn này. Đàn ông Canh Tý sinh năm 1960 nên cẩn trọng với các triệu chứng chóng mặt, đau đầu. Khi phát hiện bệnh thì cần phải điều trị dứt điểm để phòng ngừa các biến chứng. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh có thể bị vướng phải những chuyện thị phi nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho người khác vay mượn tiền. Hóa giải sao hạn, tuổi Canh Tý nam mệnh cần đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe để khắc chế hạn hình tuyền trong năm 2022. Vì tuổi đã cao cho nên bản mệnh cần phải nghỉ ngơi thường xuyên và có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá có thể gây hại cho sức khỏe. Phúc lành của sao Mộc Đức che chở giúp cho vận hạn được giảm trừ. Năm nay không có nhiều trở ngại. Quý ông tuổi Canh Tý nên làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người khó khăn, tu tâm tích đức. Như vậy, may mắn sẽ được tăng bội phần, phúc khí lớn. Bên cạnh đó, thầy phong thủy có khuyên gia chủ tuổi Canh Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân. Đây chính là pháp khí được chế tác theo tuổi tam hợp của gia chủ tuổi Canh Tý, mang theo vòng tay bên mình để được quý nhân giúp đỡ, giúp hòa hợp gia đạo, tăng cường sức khỏe, đồng thời hóa giải những vận hạn của năm 2022 Nhâm Dần này. Luận tử vi tuổi Canh Tý năm 2022 nam mạng theo tháng. Theo tử vi trọn đời, Canh Tý sinh năm 1960 nam mệnh. Có được số mệnh, được an hưởng tuổi già trong cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Vận trình số mệnh của họ thay đổi theo từng tháng trong năm 2022 như sau. Tháng 1, tận tâm làm việc, ắt được hưởng nhiều thành công, tài lộc. Tháng 2, nên làm việc thận trọng, tránh lao động quá sức. Tháng 3, mọi việc được thu xếp vẹn toàn, tinh thần thoải mái, ung dung. Tháng 4, đường công danh thuận lợi, cuộc sống có nhiều triển vọng tốt đẹp. Tháng 5, tài lộc có phần kém đi đôi chút nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 6, hao tâm tổn trí vì công việc bận rộn, cẩn thận vấn đề giao dịch. Tháng 7, vượng phát về tài lộc, gia đạo an khang, thịnh vượng. Tháng 8, công thành danh toại, sức khỏe dồi dào, bản mệnh thực hiện được nhiều dự định của bản thân. Tháng 9, cuộc sống bình an, vô sự, tâm trạng vui vẻ, phấn chấn. Tháng 10, công việc có nhiều tin vui, gia đình hạnh phúc, an vui. Tháng 11, đề phòng bệnh tật, không nên tiêu xài hoang phí. Tháng 12, vận khí chỉ ở mức kém, thành tâm, hành thiện tích đức thì mọi chuyện êm đẹp. Tóm lại, năm 2022 sẽ mang đến nhiều tin tức tốt lành dành cho tuổi Canh Tý nam mệnh. Họ sẽ được tận hưởng cuộc sống an nhàn, sung túc bên cạnh những người thân yêu trong gia đình. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nam mệnh trong năm 2022 Nhâm Dần. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể cải biến vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết. Diễm Quỳnh thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này xin gửi lời chào và tạm biệt tới tất cả quý vị. Mến chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống nhé.